Chào đón quý vị đang đến với chương trình dự báo thời tiết trong ngày thứ bảy hôm nay cùng với đài truyền IBC TV. Chúng ta bước sang ngày 24 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 7 tháng 5 năm Quý Mão. Mở đầu, Minh Anh xin mời quý vị đến với thời tiết tại khu vực Lido Sài Gòn. Trong những ngày cuối tuần này, rạng sáng ngày hôm nay trời có mây, trưa ngày hôm nay trời có nắng và đêm ngày hôm nay đôi lúc trời xuất hiện mây. Nhiệt độ không thay đổi nhiều, với nhiệt độ cao nhất đạt ở mức vào khoảng 71 độ cho ban ngày, 58 độ cho ban đêm. Bình minh sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ 42 phút và hoàng hôn vào lúc 8 giờ 06 phút chiều tối. Độ ẩm từ 67% vào ban ngày tăng lên đến 82% cho buổi tối ngày hôm nay. Sức gió di chuyển vào ban ngày từ hướng Nam Tây Nam 10 dặm 1 giờ, thay đổi từ hướng Nam cho buổi tối ngày hôm nay 8 dặm 1 giờ và chỉ số tia tử ngoại đạt ở mức vào khoảng 10 trên 10. Thời tiết cho ngày mai là ngày Chủ nhật tại khu vực Lido Sài Gòn với trời bắt đầu nắng và mây kết hợp vào ban ngày. Tối ngày mai đôi lúc trời có mây. Nhiệt độ cao nhất cho ngày mai tăng lên đến 72 độ cho ban ngày, 59 độ cho ban đêm. Sức gió với cường độ từ 9 đến 11 dặm 1 giờ di chuyển từ hướng Nam Tây Nam vào sáng ngày mai, thay đổi cho hướng Tây Nam vào tối ngày mai. Và bình minh ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ 42 phút. Tiếp nối, mình đang xin mời quý vị đến với thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ cùng với đài truyền IBC TV. Chúng tôi kính chúc cho quý vị có một ngày thứ bảy vô lượng an lạc.